Nguyên nhân gây sốt là gì? Hoàng Sơn xin chào bà con. Có rất là nhiều nguyên nhân gây sốt thì chúng ta có thể phân loại ra làm 3 loại đơn giản ha, dễ hiểu. Đó là sốt thông thường, sốt virus và sốt xuất huyết. Sốt thông thường là gì? Là một số biểu hiện khi mà thân nhiệt chúng ta tăng cao. Ví dụ đối với thân nhiệt chúng ta bình thường là 37 độ C, nhưng mà có thể khi mà chúng ta ở nhiệt độ nắng nóng thì có thể cao hơn một chút thì cũng có thể chưa gọi là sốt. Nhưng mà nếu mà trên 38 độ đến 39 độ thì gọi là sốt nhẹ ha, và trên 39 độ là sốt cao. Thì cơ thể chúng ta tăng nhiệt độ lên gọi là sốt, là một cái phản ứng của cơ thể rất là tốt để chống lại với cái tác nhân bên ngoài giống như là viêm nhiễm và để bảo vệ cơ thể. Cái trường hợp như sốt thông thường đó là như cảm lạnh, cảm nắng và một số cái nguyên nhân khác khi mà chúng ta có thể dùng thuốc gây ra sốt. Còn sốt virus, có rất là nhiều virus tác động vô cơ thể chúng ta như nhiễm trùng và gây sốt. Thì có rất là nhiều biểu hiện khác nhau. Ngoài chứng sốt thì chúng ta còn có thêm một số cái triệu chứng đi kèm. Và đặc biệt là sốt xuất huyết thì thông thường trong 3 ngày đầu thì sốt xuất huyết rất là cao. Chúng ta cũng khó phân biệt với sốt do vi khuẩn tác động lên cơ thể virus. Nhưng mà chúng ta có thể đi xét nghiệm để biết chính xác ha. Và sau ngày thứ tư thì có biểu hiện sẽ khác. Nên chính vì vậy những trường hợp mà sốt dai dẳng nên chúng ta nên đi xét nghiệm máu và chúng ta đi đến bác sĩ. Bà con mình có thể nên có một cái nhiệt kế ở nhà, nhất là đối với trẻ em. Thì trường hợp sốt trẻ em sẽ nguy hiểm hơn sốt với người lớn. Nên là cái thân nhiệt mà trẻ em tăng cao, ví dụ là sốt từ sốt nhẹ đến 37, 38 độ là sốt nhẹ, nhưng mà từ 38 đến 39 thì nguy hiểm với trẻ em, và từ 39 đến 40 là lại nguy hiểm với người lớn. Chính vì vậy chúng ta nên có một cái nhiệt kế để chúng ta theo dõi sức khỏe thường xuyên tại nhà và tìm cách mình theo dõi và hạ sốt, hoặc là trường hợp mà cấp bách thì chúng ta nên đi đến y tế, trạm y tế và bác sĩ để theo dõi sức khỏe. Chúc bà con mình nhiều sức khỏe, tạm biệt.